Hello các bạn, hổm gài ở trên mạng nó đang gần gần con cua lại bạn. Con cua bự không? Đây là con cua gạch các bạn, con cua gạch Na Uy loại 1 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mua về, mình sẽ luộc cho các bạn coi. Đó, đổi mình nè. Các bạn ơi, con nào mấy bự bự không à? Đó, mình California Precision Six Warning. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi luộc 4 con này ăn các bạn ha. Luộc hả? Luộc, cái này con này nó luộc sẵn rồi. Ờ, nó luộc sẵn rồi, luộc lại hả? Luộc lại thôi. Trời ơi, con nào thấy bự quá ăn được hả? Quá bự quá các bạn. Cái này chơi lắm đi. Cái này chơi thủ tâm thôi với ba, mọi người coi. Ok, bây giờ mình sẽ đi luộc 4 con này để ăn thử các bạn ha. Gì đây? Tao ăn cua này á? Lấy mà. Này mẹ bỏ ăn cua vô luôn. Xin lỗi thôi. Để nó đó đi là chúng ta mà về. Để. Cái nồi bên này mới đợi hết, cái nồi này hết nha. Để. Tao đặt. Người làm sếp vô hào thành đừng đổ lên ha. Hay đó. Ok. Bây giờ cái đó anh em cái cách vô đi mà ăn mà. Lấy dầu nè. Nè bỏ vô. Lấy dầu lẹ nè. Thôi ngựa mua tàu quà đi, mua ngàn ngàn mai này về dưới mà. Ok các bạn ơi, chú kìa, chú kìa, ba chú đi. Bây giờ để mình luộc ba cua này. Cái này á các bạn biết không, họ nó họ đã luộc sơ rồi các bạn, họ luộc sơ rồi chứ họ không có để sống bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi đó, đem về cho ổng luộc ăn đi con. Tao không có ăn, không ăn thì con đi bỏ đi ra thì bà con với ổng ăn rồi ăn. Trời, các bạn bự không? Một con cua gạch bự ghê không? Bự lắm á. Nó cái con. Cái con cua này ăn gạch nó ngon. Bự nha, con bự nha. Ba con rồi, ba nè. Nắm ba. Nắm đi đi rửa nha các bạn. Ngồi nhìn mặt cua, nhìn mặt cua. Cái làm thành cái sốt lên. Mưa, đang mưa. Không bảo thì mày nói mưa thôi. Mày mưa gì? Mày mưa gì không kia? Mưa. Trời, các bạn ơi, ba con cua mà mua hết cái nồi luôn rồi. Lấy nồi đó hả? À, lấy nồi đó. Ăn được không con? Không ngọt. Nồi kia. Ba con kêu con, trong đây cũng rộng nồi con. À, con này cơm cũ của con khoai con làm cơm ngào đường nha. Để em đổ cái mâm con khoai. Mày gọi phơi mà chứ nó bị ướt. Không quên lấy vô. Lần này đem cơm cũ cái gì? Làm cơm ngào đường. Bây giờ mình luộc các bạn. Thì cái con cua này á, chủ yếu là ăn gạch với là thật coi bạn. Thì mình không cần đi nếm gì cả. Bây giờ mình sẽ bỏ cái OMP seasoning vô đi. Cái này là bỏ vô là tuyệt vời không mặt trời các bạn. Nhưng mà các bạn đừng bỏ nhiều, bỏ nhiều nó mặn lắm nha các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn có thời gian á, các bạn bỏ thêm chanh hay là mấy trái khoai lang tây vô đó. Mấy củ khoai lang tây bỏ luôn. Lát nữa nó thấm vô cái gia vị này rất là ngon luôn. Ok. Thì cái con cua này á, người ta đã nấu nó sơ qua rồi, sau đó người ta cấp đông các bạn, đúng không? Đó, các bạn nhìn nè, người ta đã nấu sơ nó qua và người ta cấp đông các bạn, cho nên con cua này nó đã chín một phần rồi, các bạn chỉ cần hâm nó nóng là dặn thôi. Ok, rồi. Cái
Bây giờ mình đợi tầm 15 phút nữa đi các bạn ha. Tại vì họ đã bỏ trong tủ đá nó rất là đông luôn. Okay. Thơm quá bạn. Mình bỏ ở bên Việt Nam người ta hay bỏ bia vô nước để mà hấp á. Ở bên Mỹ người ta bỏ cái này không? Cái này là cua luộc xả ớt. Trong trong đây gồm xả ớt rồi tỏi đồ đủ thứ các bạn, thấy không? Mình khỏi cần pha chế. Thơm quá các bạn ơi. Cái hơi nó bốc lên á, nó nghe cái mùi hải sản các bạn. Tầm 10 phút đi ha. Ok các bạn ơi. Ba con cua Na Uy nha. Bây giờ bữa nay bắt mình sẽ ăn thử con cua Na Uy này cho các bạn coi, rồi mình sẽ uống với lại bia Dreamlin các bạn. Đây là bia lâu đời nhất nước Mỹ. Nếu mà các bạn là chưa coi video clip này, cái bia này các bạn không cần phải khui, các bạn dặn nó ra cái cũng được đó, không? Ở bên Mỹ họ không có làm cứng mà, các bạn dặn qua cái cũng được đó. Cái bia Mỹ ngộ mà, không? Dặn các bạn, để bạn nhìn nè. Dặn qua cái. Không biết nó làm nó có cứng các bạn ha. Rồi. Ok các bạn ơi, các bạn nhìn con cua nè. Trời. Cua nó bự quá, bọt con. Con cua bự nữa nè. Ôi ôi. Con cua là bự quá các bạn ơi. Con. Rồi, ba con, mỗi người một con các bạn ha. Con Ngọc ăn không kìa. Ăn Ngọc lên trước đó, con cua là ba Ngọc. À, để cho cái bữa ăn hôm nay được đơn giản thì mình chấm với tương chanh các bạn ha. Rồi dạo mình có muốn chấm tớ xanh thì chấm nha. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cạn ly các bạn. Cho mẹ nha. Ở đây mình có mấy cái đồ bẻ cua chuyên dụng. Rồi. Em thấy người ta đập đập trên cho lấy cái gạch. Cái này á, có nhiều người họ đập bể cái mu này ra rồi họ tách cái gạch ra các bạn. Nè, wow con này bự quá. Vợ mình một con, mình một con. À. Rồi. Hôm nay trở lại cuộc sống vội vã của Việt Kiều Mỹ các bạn. Trời ơi, con cua nó bự quá các bạn ơi, nhìn nè. Cua Na Uy các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cuộc sống của Việt Kiều Mỹ. Bây giờ mình phải ăn hai con cua Na Uy này nữa. Tách ra kìa. Wow, nóng quá. Trời ơi. Các bạn nhìn nè. Oh, thơm quá. Quá thơm luôn. Con này không có nhiều gạch nha. Rồi, tắt lại cho nó. Tắt cho mẹ luôn. Nóng quá. Ăn đi con. Lấy ghế ngồi nè con, bỏ ngọt. Wow, các bạn nhìn nè. Gạch cứng khừ luôn các bạn. Gạch cứng khừ luôn. Gạch cứng khừ luôn. Rồi, ăn đi, ăn đi. Tắt câu này cho mẹ luôn. Mẹ ăn đi mẹ. Nè canh khoai nè, con món là gà. Món mặt ăn gà nè, con. Wow. Trời các bạn ơi, nhìn gạch nè. Đó. Không biết đâu, ăn mà không biết đâu. Ok, xịt phành các bạn ơi. Nói gì đâu cũng không biết đâu hết trời. Không biết đâu. Không biết đâu thì phải biết đây. Nè, ngủ nè. Ok các bạn ha. Bây giờ mình xin chiêm ngưỡng trước cái này đi các bạn ha. Ồ, đây nè, cái gạch. Đây nè. Bả Ngọc lên ăn con. Nó đâu ăn nè. Có. Trời ơi, học ăn hả? Cho hả? Đây còn. Mà đây có nè. Ăn không mà nó chích cho con miếng nè. Rồi ăn đi. Có. Trời ơi, các bạn nhìn nè, cái này là cục gạch đó nha. Gạch sâu nè. Mất thịt chanh đấy nè. Thôi. Dạ cảm ơn. Cục gạch quá bự luôn bạn. Mình mua
Mình mua cái con cua này của một chị tên là Linh Nguyễn. Cái chị này bán hàng khá là uy tín luôn. Trời, các bạn nhìn gặp nè. Mua tới mấy con rồi? Một thùng, nó bán thùng 6 con. Trời, con bự lắm á. Nói giờ ăn gặp thôi rồi. Đau dữ luôn. Nhưng mà các bạn biết không, cái con này ăn hết, nó không hôi tao đẹp. Nó không hôi tao. Uống bia rồi. Nhưng mà hồi lần trước mình mua cái con tươi các bạn, nó còn sống á, ăn cái gạch nó béo, nó thơm hơn cái con đông lạnh này bạn ha. Nói chung á, cái đông lạnh này ăn cũng ngon, gạch quá trời nè, nhìn nè. Có nhìn quạch không? Nó được thẳng cho mình luôn hả? Nó được thẳng. Mình giờ mình hâm lại thôi. Cái hay của mấy cái mấy đông lạnh đó là mình mua lúc nào cũng có bạn. Nhưng mà nhiều khi á, ăn tươi thì ăn ngon hơn ha, nó thơm hơn. Ăn nó ngon thôi. Đấy, trời ơi. Con giữ tay đi rồi là thôi con bắt hết. Bắt hết không? Ướt cho ăn hả? Ướt cho ăn hả? Ướt cho ăn hả? Trời ơi, ăn chung rồi. Mới giờ luôn mẹ. Nói đâu miễn cho con. Trời, cái bài này cái con cua của Nguyên Cạo mình là nguyên một cục gạch dính lên luôn mà. Đúng không? Bây giờ đẩy gạch vào bên đi. Ăn cái thịt đó. Con chưa cầm được đâu. Trời ơi. Con chưa cầm. Lông không à? Nó mù lông không à? Mầm mầm chết ơi. Được kìa. Quá ngon. Uống từ từ thôi ha. Trời ơi các bạn ơi, cái con cua này nó thật sự nó quá là bự đi các bạn. Vậy nhẹ nhẹ muốn ngoài nội ảnh đi vòng vòng cho ha. Ngon quá. Nãy giờ là mình ăn gạch, bây giờ tới mình ăn kèn các bạn. Trời ơi, cái kèn nó bự quá. Nóng hổi nè, bốc khói nè. Ok các bạn ơi, nãy giờ mình đi kiếm đồ nghề của mình các bạn. Chị Hai làm gì đó? Chị Hai vậy đó. Đúng rồi. Không có vậy đâu, chị Hai không? Vào đây nè. Đấy chị Hai làm. Cua ngon mẹ. Bỏ xuống đây nè. Dạ, dạ, dạ.
giỏi 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 nè cho em biết nè, con mình nó thích ăn cua. Anh muốn gặp đi, ngon không? Ừ, sao? Con gặp không? Em phải đút cho nè. Phải đút cho ha. Thịt cua ngọt. Các bạn thấy không? Mình ăn á, cái mình hửi á, nó không tanh tay. Đút cho con mình ăn cua các bạn ơi, con mình nó khoái ăn cua nha. Nó ngon cua không? Thật quá trời luôn. Không hả? Rồi kêu ba nó mua dặn cắt cho anh. Rồi. Cái kẹt nó bự ghê các bạn. Để mình vẽ cái kẹt. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Cái này coi. Chú ý mình mua cái con này về để mình ăn cặt đó. Tính ra cái con cua này nó bự dữ bạn. Mà nó ghẻ hơn cái con cua Cà Mau bạn. Đây. Kìa bảo mập. Ăn thử hả? Lấy cái nấm đi. Nè. Lấy cái chùm không? Khỏi hả? Nóng quá mà. Cái này chưa có giòn để bỏ vô vào nướng cho đi nè. Ngon quá. Thật quá giờ luôn. Cơm. Trúng cái cục. Cục gạch nha. Lắc nó lấy ra tao lặn. Trúng mà lặn cái này. Ôi, nó ngon quá các bạn ơi. Cái này không? Cái con cua này nó bự các bạn, mỗi người ăn một con không hết. Nói mọi người ăn nửa con. Bỏ chạm luôn. Wow. Thịt không hả bạn ơi? Không, cái gà kia. Nè. Phải đánh nhau. Lúc chảy nhau thì mạnh ai xấu. Đây mẹ đưa bấm kèn kìa. Đây các bạn ơi, còn một cái kèn nữa mà nãy mình quên nhé các bạn. Đó.
Ồ, ai mà chơi ra cái đồ bóng kèn hay phết nhỉ. Hay phết các bạn. Nhà anh ăn rồi đi, bẻ cho con đi. À. Quên anh, mắt con nè. Tôi tìm lại nha. Wow. Thật quá trời đi chơi con miếng này. Ngon các bạn ơi. Bây giờ là bỏ đi mình hấp nó phơi. Trời ơi. Chán rồi. Ngon. Bữa nay đi làm việc chạy cho nên không có đi mua cơm cắm nè. Thật sách quá. Tiếp nữa nha các bạn. Trời ơi, con này nó gạch ngon quá bạn ơi, nhìn nè. Trời. Ăn cái này lên cholesterol các bạn ơi. Béo quá các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ mình luộc mới có 3 con thôi nha bạn. Mình mua tổng cộng là 6 con, mình luộc 3 con thôi mà nó thực sự gạch quá trời luôn. Trời ơi, gạch cục nào cũng lấy nó bự ăn. Mình nói là ăn xỉn gạch đúng không ạ? Ăn xỉn gạch luôn á. Trời. Nó ngon. Bây giờ để cái này mời mình làm nước sốt mình rửa ra ăn tí các bạn, chứ bây giờ ăn gạch là phê quá rồi các bạn ơi, ăn không nổi nữa. Bây giờ đi lên chơi với con đi. Xỉn gạch đi các bạn ơi. Xỉn gạch. Anh bây giờ đi chơi con của mình đi. Ờ.